Xin chào toàn thể quý vị và các bạn đã đến với Tìm Nhà Đẹp. Và trong video ngày hôm nay thì Nam lại tiếp tục giới thiệu cho quý vị một bất động sản nằm tại khu giãn dân thuộc thôn Công Hà, xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Ở khu giãn dân này thì có tổng số lô cực kỳ là ít, chỉ khoảng 70 lô thôi. Và từ khi mở bán đến thời điểm này, dân cư xây dựng lên đến khoảng độ tầm 15-20% rồi. Và như anh chị được biết thì một khu đô thị mà có mật độ xây dựng lên đến 10-15% chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thì đây là một cái điều gọi là cực kỳ ít xảy ra. Tức là nhu cầu ở thực của người dân tại đây rất là cao. Và hiện tại thì Nam đang đứng tại con đường phía trước nhà của lô đất. Con đường trước nhà này thì có mặt cắt ngang là 7,5m và lô đất của chúng ta thì nằm ở ngay bên tay trái đây. Chiều bên trong sát với cả căn nhà kia là 20m và chiều bên ngoài này là 15,5m mà thôi. Hơi chéo một chút, khi mà anh chị xây nhà theo cái lô góc này ấy, thì chúng ta sẽ có riêng nguyên một cái mặt này hơn 15m là cực kỳ là thoáng. Chúng ta có thể xây dựng rất là nhiều cửa sổ ở đây. Và đây là khu vực phía vỉa hè. Vỉa hè này thì là 3,5m nha anh chị nhá. Cho nên là ví dụ như nhà anh chị mà có khách đến chơi thì chúng ta có thể để được rất nhiều xe máy ở đây. Lô đất của chúng ta thì có hai hướng. Hướng chính đó chính là nhìn sang trường Trung học Phổ thông Kinh Bắc, đó chính là hướng Tây. Nếu mà anh chị xây nhà thì chúng ta chỉ bị gọi là nắng một chút thôi, nhưng mà đổi lại là trước nhà có một cái cây rất là to và sau này cái cây này nó lớn lên rồi thì sẽ gần như ánh nắng mặt trời sẽ được hạn chế đi rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng di chuyển từ vị trí của lô đất này đi ra một số các cái tiện ích. Và từ vị trí của lô đất này ra đến Ủy ban Nhân dân xã Hà Mãn thì chỉ mất khoảng 200m mà thôi. Và từ vị trí của tôi đang đứng đây thì đã nhìn thấy trường cấp 1 và trường cấp 2 của xã Hà Mãn, và cạnh đó chính là Ủy ban Nhân dân xã Hà Mãn. Và bây giờ chúng ta cùng đi thôi. Trước khi đi qua một số những cái tiện ích xung quanh thì chúng ta cùng điểm qua một vài thông tin về lô đất. Lô đất của chúng ta thì có mặt tiền, gọi là cái mặt chính ấy, là lên đến 8,6m, cho nên là cực kỳ là rộng. Rộng hơn các lô khác bởi vì là đây là lô góc và sẽ bị chéo một chút nha anh chị nhá. Điểm đầu thì sẽ từ đây. Điểm đầu của lô đất thì một điểm sẽ bắt đầu từ đây và chéo ra đến tầm điểm này ạ. Chiều bên trong là 20m và chiều bên ngoài này chỉ là 15,5m thôi, cho nên là sẽ chéo. Chéo cho nên là khi mà anh chị di chuyển thì chúng ta sẽ có thể là đi theo cái hướng của ngã ba này đi vào đến căn nhà. Từ vị trí của căn nhà chúng ta nhìn theo hướng phía trước thì chúng ta sẽ nhìn trực tiếp với cả trường Trung học Phổ thông Kinh Bắc. Và phía bên tay trái tay của tôi đây, khu vực phía xa kia đó chính là trung tâm hành chính của xã Hà Mãn, bao gồm là trạm y tế này, Ủy ban Nhân dân, trường cấp 1 và trường cấp 2. Và đối diện khu vực trạm y tế và trung tâm hành chính của xã Hà Mãn đó chính là một trường mầm non vừa được xây dựng xong và hiện tại đã đi vào hoạt động rồi. Mặt đường phía trước cũng là 7,5m nha anh chị nhá. Ra đến đường quốc lộ 17 thì chỉ mất khoảng 50m thôi. Và kia chính là quốc lộ 17 đây ạ. Cực kỳ là gần trong cái quá trình là di chuyển về khu vực Hà Nội hay là về đến trung tâm của huyện Thuận Thành. Phía sau của tôi đây đó chính là đường quốc lộ 17. Hướng di chuyển theo hướng bên tay phải của tôi, tức là tay trái của quý vị, là chúng ta sẽ di chuyển về huyện Gia Lâm của thành phố Hà Nội. Và hướng bên tay trái của tôi đây đó chính là di chuyển về khu vực ngã tư Dâu, ngã tư Đông Côi và trung tâm của huyện Thuận Thành, cũng như đi ra Bình và Lương Tài. Với lô đất này tổng diện tích sử dụng là 89,87m2. Và giá thì em xin phép sẽ để ở phía dưới phần mô tả của video để anh chị có thể là cập nhật thường xuyên. Bởi vì là đôi khi giá chủ nhà đưa ra ấy, cái mức thời điểm hiện tại là một mức giá, nhưng mà ví dụ sau một thời gian giao bán mà có thể là chưa bán được, họ sẽ có sự điều chỉnh để cho phù hợp với cả thị trường. Bởi vì như anh chị biết ấy, khi mà một người ta giao một miếng đất để bán thì đôi khi là người ta sẽ giao với cái giá cao hơn, hoặc là đôi khi có những người không biết giá thị trường, người ta sẽ giao với giá thấp hơn. Nhưng mà sau một khoảng thời gian mà chưa bán được thì chắc chắn là sẽ có những cái sự thay đổi để làm sao thị trường người ta hấp thụ và cái sản phẩm đó có thể bán được cho người dân. Và từ vị trí của cái bất động sản này ấy, thì chúng ta ra đến chợ trung tâm đầu mối của ngã tư Dâu chỉ mất khoảng tầm 400m mà thôi. Cho nên là anh chị sẽ rất dễ dàng trong cái quá trình là di chuyển. Nếu anh chị nào mà quan tâm đến bất động sản này thì hãy nhanh chóng liên hệ cho bên em theo số điện thoại là 0989 163 130 hoặc truy cập tại website tìmnhadep.net. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.